Rạng sáng nay, 8 tháng 12, các công tố viên Hàn Quốc đã bắt giữ cựu Bộ trưởng Quốc phòng nước này, ông Kim Yong-hwin, trong khuôn khổ cuộc điều tra về cáo buộc phản quốc sau lệnh thiết quân luật ngắn ngủi của Tổng thống Yoon Suk-yeol vào tuần trước. Động thái này diễn ra sau khi ông Kim Yong-hun trình diện để thẩm vấn trong đêm tại trụ sở điều tra đặc biệt lúc 1 giờ 30 phút ngày 8 tháng 12 theo giờ địa phương. Trước đó, tối ngày 3 tháng 12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã ban bố tình trạng thiết quân luật theo đề xuất của ông Kim Yong-hun trong bối cảnh bế tắc chính trị ngày càng gia tăng với quốc hội do phe đối lập kiểm soát. Tổng thống đã dỡ bỏ thiết quân luật chỉ 6 giờ sau khi lệnh này có hiệu lực. Ông Kim Yong-hun đã nộp đơn từ chức và được Tổng thống chấp nhận hôm 5 tháng 12. Hiện Tổng thống Yoon Suk-yeol đã tạm thoát khỏi bị luận tội sau khi Đảng Quyền lực Nhân dân PPP cầm quyền kiên quyết tẩy chay cuộc bỏ phiếu luận tội ông hôm 7 tháng 12. Tuy nhiên, tương lai chính trị của ông vẫn còn nhiều bấp bênh. Ông Han Duk-soo, lãnh đạo Đảng PPP cầm quyền, cho rằng việc Tổng thống Yoon Suk-yeol từ chức sớm là điều không thể tránh khỏi. Dự kiến, Thủ tướng Han Duk-soo sẽ triệu tập cuộc họp nội các vào chiều nay để tìm cách giải quyết bất ổn hiện nay.